Sao vậy? Cho em hả? Cho ông đem về về bển ông nuôi đi chứ mấy ông thấy này, này. Ừ. Nó thấy con này nó tưởng tượng như là cái này. Tưởng tượng như là giang hồ lụm tụi nó vậy, nó cái dòng nó như vậy, bị dòng chó con bắt về nhà lạ là bị chó bị cắn là bình thường mà. Cầm về bển ông nuôi giùm tôi đi, bữa lớn là tôi đem về. Nó ăn hiếp mấy con này biết rồi ha. Nè. Ra nè, xu ra, đó đó, con ông con này. Cái dòng chó con mấy bạn, cái dòng chó con mà bắt về người về nhà là chuyên gia bị mấy con chó lớn ăn hiếp, có khi nó cắn chết luôn. Đây đây cảm ơn. Cái gì nữa? Ông cũng chó quá trời đó mà lỡ như ông cầm về nó không sợ nó cắn à? Không không, em không sợ. Chứ sao? Em về nhà là em làm con chó nhà em không cắn luôn. Đây đây. Đúng không? Sao vậy? Vậy ông làm cách nào để cho mấy con chó này nó không cắn thử coi. Ông chỉ đi. Ông chỉ thử coi. À rồi em chỉ nha. Con chó này là con chó hôm mấy bữa trước anh làm chuồng đúng không? Anh bắt nó về đúng không? Mà nó hùng hổ quá, tôi đi gửi nhà bên kia kìa, mà nó vẫn đi theo thấy giờ tôi bắt về nó ôm tôi. Nó sợ đúng rồi, chó con về nó sợ lắm, chó đẹp thật mà để nó bị cắn chết uổng mà dám trẻ nha. Nó ôm tôi này. Okay. Khi mà anh bắt con chó con về đúng không? Ví dụ nha, cái cột nhanh đây nhà đúng không? Anh quay cho em 3 vòng. Quay con chó vòng vô cái cột 3 vòng. Ví dụ đúng không? Ừ. Thiệt luôn cái ví dụ gì nữa, 1 vòng. Anh quay con chó thôi, ai anh quay anh nữa. 2 vòng. Gì vậy? 3 vòng. Rồi, anh kêu tất cả mấy con chó kia lại. Kêu lại. Sâu, la. Kêu lại. Bây giờ anh quay cho mấy con chó thấy. Rồi. 1 vòng. 2 vòng. Sao tụi nó giặt giặt hết trơn vậy? 3 vòng. Chắc nó sợ mấy đứa kia, nó sợ quay. Không phải đâu. Đúng không? Bây giờ nha, bắt đầu anh kêu con chó lại, anh đứng cho đứng nhìn, anh cho con chó bằng ba lại. Ba lại. Ba lại, ba lại. Ừ. Ba lại. Chị ơi, mấy chị ở đây là em muốn vô nhà mới, mấy anh chị đừng có ăn hiếp em. Rồi thả ra đi. Sâu thả đúng không? Rồi thả đi. Không cắn nữa nha, cắn tôi múc á. Đó, đây là biểu hiện khi mà chó mới về nhà, nó luôn luôn nó đi một chỗ, nó tìm đó. Thấy chưa? Anh thấy không? Khi mà mấy con kia làm xong mấy con chó thì tự nhiên nó tới nó hửi con chó con của anh. Nó tự nhiên nó hửi. Đây em không biết tại sao, đây là cái mẹo thôi, cái mẹo ông bà ông chỉ vậy thôi, em không biết. À, trước ngày hôm qua là tuần nó đó. Nó thấy chưa? Nó làm ghê lắm. Em thấy con chó vàng nó hửi không? Nó hửi như chó lạ không? Đúng rồi. Đó nó hửi giờ nó hửi bắt đầu nó hửi đi chưa? Đây, rồi xong, đi em bắt chó về. Thôi chứ giờ nó không cắn, để tôi nuôi chú bắt mới gì ông đem bị trời. Bây giờ ông thấy nó còn cắn, bây giờ nó quen biết nó đâu có cắn ở đâu mà tôi sợ nó cắn tôi mới cho ông. Bây giờ nó đã không cắn nữa thì tôi để tôi nuôi chú bắt mới gì đem cho đưa cho ông chị trời. Có cái vụ đó nữa hả? Đúng rồi. Tôi sợ cắn tôi mới cho ông, để sợ nó cắn chết. Bây giờ nó không cắn nữa thì tôi để tôi nuôi mất mới với cho ông. Thôi Khải ơi, mình không thuộc về nhau hả Khải? Về lọc, về nhà rồi, ok. Trời đất ơi. Rồi, tụi nó đi hết rồi. Hợp lý mà. Rồi. Nhưng mà cái đó ông bà hay làm, anh thử mọi người thử áp dụng xem có đúng hay không. Tôi đảm bảo là đúng á. Không mà tôi thấy là tụi nó không cắn, không gừ rồi đó. Như rồi. Anh nuôi giùm em cái đi. Rồi, đúng rồi. Thấy mẹo hay nhớ đăng ký bật chuông nha cả nhà. Tôi sẽ gắn mang đến cho nhà những cái mẹo thiết thực nhất, hay nhất.